Tâm trí càng dứt bặt sự lao sao thì hiện hữu của bạn càng thâm sâu. Khi bạn nhận ra được tâm giác của chính mình thì có nghĩa là bạn đã nhận ra được miền tĩnh lặng ngay nơi chính bạn. Ngay miền tĩnh lặng này, bất cứ một ý niệm nào đến đi trong tâm thức bạn, bạn liền rõ biết. Bạn nhận thấy rõ ràng mọi diễn biến, mọi chuyển động từ thô đến vi tế đang xảy ra nơi thân bạn, nơi tâm bạn và hoàn cảnh xung quanh. Tuy vậy, bạn không đồng nhất mình với những điều đang xảy ra ấy. Bạn đơn giản chỉ nhận biết chúng một cách đơn thuần, không thêm và cũng không bớt bất cứ một điều gì. Ngay nơi miền tĩnh lặng giống như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ cần một chiếc lá rơi thôi, bạn cũng nhận ra được sự dao động, những gợn sóng lăn tăn của nước trên mặt hồ. Ngay nơi miền tĩnh lặng đó cũng chính là sự hiện hữu trọn vẹn. Tâm trí càng dứt bặt sự lao sao thì sự hiện hữu của bạn lại càng thâm sâu, càng tĩnh lặng. Bạn nhận ra được rằng, ngay giây phút bạn suy nghĩ, tư duy, thì giây phút đó bạn đã làm cho con người chân thật tĩnh lặng đầy tính nhận biết đó bị thu hẹp, nhỏ dần. Nhận ra điều này, ta sẽ hiểu được phát biểu của triết gia Descartes nói: không còn đúng nơi miền tĩnh lặng, nơi bản thể luôn hiện tiền sáng ngời, chiếu rọi trong giây phút đang là này nữa. Triết gia Descartes nói gì? Descartes nói: tôi tư duy, do đó tôi hiện hữu. Câu này không sai, phát biểu của Descartes rất đúng, nhưng phát biểu ấy chỉ đúng ở vị trí của bản ngã, của cái tôi, của sự thật tương đối. Bản ngã luôn cần sự tư duy, suy nghĩ để khẳng định lại vị trí của mình. Còn ngay ở vị trí tâm giác, vị trí của chân ngã, ngay nơi miền tĩnh lặng thì không cần tư duy. Ngay giây phút ta suy nghĩ, tư duy, giây phút ấy ta liền rời xa miền tĩnh lặng, rời xa con người chân thật của chính ta. Ngay giây phút ta tư duy, ta liền không hiện hữu trọn vẹn. Và còn gì tuyệt vời, bình an, tự do và phúc lạc hơn sự giải thoát của chúng ta khỏi dòng tâm trí luôn miên man trôi chảy bất tận, để có thể đi vào sự tĩnh lặng, an trú ngay nơi miền tĩnh lặng tuyệt đối.